Em xin chào tất cả mọi người đã đến với kênh Hà Linh Store nha. Bên em chuyên cung cấp các dòng dao Nhật từ cơ bản đến cao cấp dành cho các bếp lạnh và bếp nóng nha. Và đầu tiên sẽ là cây Santo cự mã B9 này. Cây Santo cự này là thép không có rỉ nha. Và có tổng lưỡi là 16cm này. Có tổng thể là 29cm, bản rộng 4,6 và độ dày là 1,6cm nha, 1,6mm nha. Có giá là 150.000 cho một cây Santo cự thép không có rỉ như vậy. Và dao này đã được vệ sinh mài bén nên là anh chị chỉ có việc là mua về sử dụng thôi nha. Tiếp theo cũng là một cây Santo cự mã B13, có lưỡi là 15,5 và tổng thể là 28cm. Có bản là 4,3cm này, có độ dày là 2mm, thì cây này có giá là 200.000, cán gỗ chốt 3 đinh bằng đồng nha. Lưỡi cũng đã được vệ sinh và mài bén, anh chị chỉ mua về và sử dụng thôi. Tiếp theo cũng là một cây Santo cự tay cầm thì có chống trơn trượt này. Cây này mã là B10 và có lưỡi là 16,5cm. Có lưỡi là 16,5cm này. Có tổng thể là 29cm và bản rộng là 4,6cm. Có độ dày là 1,8mm. Cây này cũng đã được mài bén rồi này. Mình mua về chỉ có sử dụng thôi này. Tiếp theo là một cây dao file của Đức, dao lóc của Đức nha. Cây này có mã là A54 và có lưỡi là 20cm, tổng thể là 33, bản rộng là 3cm này, có độ dày là 2mm và cây này có giá là 760.000. Cây này là hãng của Đức nha, anh chị để ý xem này. Cây này là hãng của Đức nha, cầm rất là đầm tay và lưỡi của nó là 20cm. Cây này cũng đã được mài bén và anh chị chỉ có việc là mua về và sử dụng thôi nha. Tiếp theo cũng là một cây của Đức, cây này là dao lóc của Đức này. Cây này là mã A10 và có lưỡi là 15cm này. Có tổng thể là 28,5cm, có bản rộng là 4cm và độ dày là 4mm. Cây này cũng đã được mài bén và vệ sinh rồi các anh chị nhé. Mình chỉ mua về và sử dụng thôi. Tiếp theo sẽ là một cây Yuto. Cây này là cũng là dáng của dao Đức luôn này. Cây này có tên hãng ở đây này, MM ở đây này, không em nhầm nha, không biết là nó là của hãng Đức hay là hãng nào, nhưng mà nó có hãng ghim in MM ở đây. Cây này là cán nhựa nha anh chị nhá. Cây này là Yuto mã B14, có lưỡi là 19cm này, tổng thể là 31cm này và có bản rộng là 3,7cm. Có độ dày là 2,5mm, cây này có giá là 250.000 nha. Cây này cũng đã được mài bén và mình mua về và sử dụng luôn anh chị nhé. Tiếp theo sẽ là một cây Santo cự dáng thủ công khâu đồng này. Cây này là dao chưa có vệ sinh và chưa có làm gì hết nha, còn nguyên bản là như vậy. Thì cây này có giá là 90.000 cho anh chị nào mà mua kèm với các sản phẩm khác nha. Đấy, mua về mình sử dụng và mài lại. Cái này là thép của nó ở đằng sau này, tên thép của nó ở đằng sau này. Tiếp theo này là một cây đề 3. Cây đề 3 cây này là khâu nhựa và nó có lưỡi là 15, bản là 5cm và có tổng thể là 28cm, độ dày là 8mm. Cái này có giá là 350.000 nha. Cái này chưa được vệ sinh nên là anh chị mình mua về thì vệ sinh giúp em nhé. Tiếp theo là cây B20.
Cây này có lưỡi là 10 cm này, tổng thể là 21 cm, có bản rộng là 3,4 cm, có độ dày là 2 mm. Cây này, cây B20 này có giá là 100.000. Cây này cũng đã được vệ sinh nhưng mà trong quá trình vận chuyển thì nó có hơi rỉ ở đầu lưỡi như thế này. Và có hơi rỉ ở đây nữa nha, sống dao này. Và ở mặt dao nữa. Đấy, em không có thời gian vệ sinh lại nên là mọi người có thể mua về và vệ sinh lại một chút thôi là mình sử dụng được liền đấy. Cây này cũng đã được mài bén rồi nha. Tiếp theo em không biết là cây này là cây gì. Cây này là cây gì nhưng mà là thấy nó cũng khá là thú vị. Mà mình mua về thì mình mài lại để làm dao. Những cái cây dao mà nói chung là tùy mọi người đi. Cây này cũng mỏng này. Cây này có lưỡi dài là 22 và tổng thể là 34 cm này. Cây này có giá là bán 150.000 đi ha. Cây này 150.000, cán gỗ này, chốt hai đinh rất là dày dặn nha. Cầm chắc tay lắm nhưng mà em không biết để làm cái gì. Mà hình như đây, quay kỹ lưỡi cho mọi người xem này. Em không biết là tại sao nó như thế này. Nếu mà anh chị nào quan tâm thì cứ nhắn tin cho em nha. Khay đầu tiên em xin kết thúc tại đây với 10 cây dao em vừa nêu thông tin và giá ở trên. Tiếp theo em sẽ lên tiếp 10 cây nữa. Tổng thể hôm nay sẽ là 30 cây. Anh chị nhớ bấm like và theo dõi kênh của em. Rồi tiếp tục em sẽ lên tiếp 10 cây nữa nha. Và anh chị nhớ bấm like và chia sẻ kênh để ủng hộ bên em nha. Để em lấy động lực tạo thêm nhiều video mới nữa nha. Đầu tiên sẽ là một cây Yuto mã B4, có lưỡi là 20 cm, tổng thể là 32,5 cm này, có bản rộng là 4,2 và độ dày là 1,9 mm, có giá là 300.000 nha. Cây này là Yuto của Đức anh chị nhé, và tay cầm rất là chắc chắn luôn nha. Cây này là có giá 300.000. Cây này đã được vệ sinh mài bén và mình chỉ việc mua về và sử dụng thôi nha. Rất là ngọt, nhát cắt rất là ngọt nha. Tiếp theo cũng là một cây Yuto. Cây này cũng là của Đức luôn. Cây này có lưỡi bén là 18 và tổng thể là 30. Cây này bản rộng 3,6 và độ dày là 2,3. Mã B11 có giá là 250.000. Cây này là cũng dao của Đức luôn, bản dao logo nó nằm ở mặt sau này. Và cây này khá là dày. Cây này có xước và đã qua sử dụng nhưng mà khá mới nha anh chị nhé. Có giá là 250.000. Tiếp tục cây Santo cự mã B6 này. B6 có lưỡi bén là 17,5 cm này, tổng thể là 30 cm, bản rộng là 4,2 cm này, có độ dày là 2 mm. B6 thì có giá là 260.000, cũng là Santo cự hãng của hãng Đức luôn này. Đây ạ, em nghiêng theo chiều đèn mọi người sẽ thấy này. Và dao này có giá là 260.000 nha anh chị nha, đã vệ sinh và mài bén này, mình chỉ việc mua về và sử dụng thôi này. Tiếp tục này. Em lên mã B1 dao Yuto lưỡi 18 này, tổng thể 30 cm này, bản rộng là 3,9 cm, độ dày là 1,8 mm. Cây này có giá là 250.000 anh chị nhé, và cũng là dao của Đức luôn, Yuto dao của Đức này. Đấy. Cây này cũng đã được vệ sinh và mài bén anh chị nhé, cán gỗ này, chốt hai tang. Cây này cũng đã được vệ sinh và mài bén. Mình chỉ việc mua về và sử dụng luôn nha. Tiếp theo sẽ là một cây Santo cự thép 3 lớp này. Cây Santo cự thép 3 lớp này là cũng của Nhật luôn này. Và lõi thép là thép carbon này. Cây này là B7, có lưỡi là 16 cm này, tổng thể là 28,5 cm, bản rộng là 4,3 và có độ dày là 1,3 mm, có giá là 280.000 cho cây B7. Cây này là thép 3 lớp bao bén nha.
Thì cây thép 3 lớp carbon này nó ở phần lõi của nó hơi rỉ nhẹ như vậy. Mọi người có thể về mua về và vệ sinh qua một chút là nó hết rỉ nhá. Đây ạ. Nó ở phần lưỡi thôi nha mọi người. Còn ốp của nó là ốp không có rỉ nhá. Lõi carbon thì bao bén cho anh chị luôn nha. Đấy, nó va vào cái phần rỉ thì nó sẽ đấy, còn không có bén lắm, nhưng mà mọi người cứ về vệ sinh qua nha cây này. Còn cái phần mà không có rỉ nó rất là bén nha. Đây ạ. Cái này có giá là 280.000 nha, lưỡi là 16. Tiếp theo cũng là một cây thép bà lớp lõi carbon luôn nè. Cây này là B8 này, lưỡi là 16, tổng thể là 28, bản rộng là 4,1 và độ dày là 1,3. Cái này có giá là 220.000 và cũng đã được vệ sinh mài bén. Ốp là ốp không có rỉ nha. Lõi là lõi carbon nên là nó có rỉ nhẹ như ở trong video vậy. Bây giờ em sẽ test thử độ bén nha, tại vì cây này cũng đã được vệ sinh mài bén rồi. Cây này có giá là 220.000. Tiếp theo sẽ là cây dao chặt, cây dao tâm điểm của 10 cây hôm nay. Thì cây này là có lưỡi là 19 cm, tổng thể là 33 cm này, bản độ dày là 4,8 mm và bản rộng là 10 cm. Cây này là thẻ dao chặt của Nhật nha. Cây này có thép carbon và có giá là 11.800.000. Cây này chặt xương và chặt xương vô tư nha. Cây này có tán bằng đồng này, cầm rất là nặng tay luôn. Đấy, cũng phải gần 1 cân hoặc là hơn 1 cân cho cái cây này. Tiếp theo là cây Gilto A132. Cây Gilto A132 này thì là thép không có rỉ. Cây này không có rõ hãng nhưng mà là cây này là thép molybdenum nha. À đây, có hãng và tên ở đây. Tên thép ở đây nha. Thép này thép không có rỉ nha mọi người. Cây này có lưỡi là 24 cm, tổng thể 37 cm, bản rộng là 4,5 cm, có độ dày là 2 mm. Cây này thép không có rỉ. Mã A132 có giá là 960.000 nha. Cây này có giá là 960.000 này. Và cây này cũng đã được vệ sinh mài bén rồi nha. Mình chỉ việc mua về và sử dụng thôi. Cây lưỡi 24 thép không có rỉ mà giá này là rất là ok rồi. Tiếp tục là cây Santo cự nha. Lõi 3 lớp này. Lõi gold nha. Lõi không có rỉ. Lõi DP chứ. Thép không có rỉ mà bao bén luôn nha mọi người. Đấy, tay cầm bằng gỗ. Cây này có kích thước là 10, lưỡi bén là 16 và tổng thể là 29 cm, có bản rộng là 4,3 và độ dày là 2 mm. Cây này có giá là 580.000 và đã được vệ sinh mài bén, bao bén cho anh chị luôn nha. Này, em cắt mỏng cho anh chị thấy luôn này. Đấy, bao bén. Cây 43 có giá là 580.000, thép 3 lớp lõi DB không có rỉ. Tiếp theo là cây Santo cự. Cây này không biết của hãng nào. Nhưng mà không có đọc được hãng ấy, em không có để ý được hãng ấy. Nhưng mà anh chị cứ để ý ở đây là sẽ thấy này. Thông tin của cây B2 sẽ như sau: lưỡi là 20 cm, tổng thể là 32,5 cm, bản rộng là 4,1 cm, có độ dày là 1,7 mm, có giá là 280.000 cho một cây dao Gilto cán gỗ như vậy. Chốt 3 tang nha. Cây này cũng đã được mài vệ sinh và mài bén.
nên là anh chị mình mua về là sử dụng luôn nha, không cần phải mai lại. Vậy em xin kết thúc 10 cây dao tại đây và lên tiếp 10 cây dao tiếp theo. Anh chị nhớ bấm like và theo dõi kênh để tạo động lực cho em Linh lên thêm nhiều sản phẩm hay hơn và bổ ích hơn nha. Tiếp theo sẽ là cây Yuto thép carbon này. Tên của hãng ở đây nha. Cây này còn nguyên bản và chưa có qua chỉnh sửa nha. Lõi chốt 3 tang này và khâu đúc nha. Lưỡi của nó là 30cm. Cây Yuto carbon có lưỡi là 30cm, tổng thể là 43,5cm này. Bản rộng là 5cm và có độ dày là 2,6cm, có rỉ rổ cả hai mặt luôn nha. Cây này thì chưa có mài bén nên là anh chị mình mua về thì mài bén và sử dụng thôi nha. Cây này có giá là 450.000 cho một cây Yuto thép carbon lưỡi 30cm. Tiếp theo là một cây Santo cự thép không có rỉ này. Cây này là mã B3 và có lưỡi là 16cm, tổng thể 28cm này. Bản rộng là 4,5cm và có độ dày là 1,5. Cây này là thép không có rỉ và có giá là 250.000, đã được vệ sinh và mài bén. Anh chị mình chỉ mua về và sử dụng thôi. Bây giờ em sẽ test thử nhé. Tiếp theo cũng là một cây Santo cự. Cây này lại là dáng thủ công, và cây Santo cự dáng thủ công thép giấy xanh, thép Aogami ấy ạ. Cây này có lưỡi là 17,8cm, tổng thể là 31cm này. Có bản rộng là 4,8cm, có độ dày là 3mm. Cây này 17,8cm thì là tương đương với 18cm rồi đúng không? Lưỡi bén của nó là 18cm. Và bây giờ em sẽ test thử cái dao này nha. Cây này thép giấy xanh nên là bén ngọt hơn, bén rất là ngọt luôn nha. Và cây này có giá là 980.000 một cây thép xanh Santo cự thép xanh Aogami nha. Có khắc chữ ở đây rất là đẹp này. Mã A82. Tiếp theo sẽ là cây Yuto. Cây Yuto B5 này thì có lưỡi là 20cm, tổng thể 32,5cm, bản rộng 4,1 và có độ dày là 1,9mm, có giá là 300.000. Cây B5 này có giá là 300.000 nha. Đây, đằng sau sẽ là tên của hãng này. Mặt trước của cây dao này, dao còn khá là mới, mặc dù đã qua sử dụng rồi nha, còn khá là mới. Cán gỗ tay cầm này là 3 chốt nha. Tay cầm 3 chốt này. Bây giờ em sẽ test thử độ bén của cây dao. Cây này đã được vệ sinh và mài bén, anh chị mình mua về và sử dụng luôn nha. Tiếp theo là một cây Santo cự, cũng là thép không có gì, B12, có lưỡi là 16cm, tổng thể là 28,5cm này. Và có bản rộng là 4,5cm, độ dày là 1,5 và có giá là 180.000. Có giá là 180.000 anh chị nhé. Cây này cũng đã được vệ sinh và mài bén nên là mình mua về là xài luôn. Tiếp theo là một cây Santo cự cầm khá là chắc tay luôn. Cây này cũng là hãng của Đức luôn. Đây, mặt sau này. Và thép không có rỉ nha. Cầm chắc, rất là chắc chắn luôn nha. Cầm rất là chắc tay. Cây này cũng đã được vệ sinh và mài bén anh chị nhá. Cây này rất là đầm tay luôn.
Có lưỡi là 18 cm và có tổng thể là 30,5 cm này, bản rộng 4,5 cm. Có độ dày là 2,5 mm, có giá là 490.000. Tiếp theo một cây đề ba. Cây đề ba này có lưỡi là 14 cm, lưỡi bén là 14 này, và tổng tính từ khâu đổ lên sẽ là 15, tổng thể là 27 cm, bản rộng là 4,5 cm, có độ dày là 6,4 mm. Thì cây này là hãng Takeuchi, thép giấy trắng shirogami nha, mã là 142. Cây này có giá là 1.360.000 anh chị nhé. Cây này mặt sau nó thì có rỉ nhẹ như vậy này, rỉ nhẹ thôi nha. Và cây này cũng đã được vệ sinh và mài bén, mình mua về thì sử dụng luôn. Cây này đã được vệ sinh và mài bén nha. Tiếp theo cũng là hãng Takeuchi, cây này 143. Cây này có thông tin là 14-15, lưỡi là 14 và 15. Có tổng thể là 26,5 cm, bản rộng là 4,5 cm này, có độ dày là 7,5 mm. Cán gỗ khâu sừng hãng này đều là cán gỗ khâu sừng nha, và thép giấy trắng shirogami của hãng Takeuchi, mã là 143. Cây này có giá là 1.350.000 nha. Em nói nhầm là 1.350.000. Cây này cũng đã được vệ sinh và mài bén rồi anh chị nhé. Tiếp theo cũng là hãng Takeuchi, cây này là 144, mã 144, cũng là cán gỗ khô sừng luôn. Kích thước thì tương tự mấy cây kia nhá. Cây này cũng có giá là 135.000, 1.350.000. Em nói nhầm một chút nha, là 1.350.000. Và ở đây thì em có hai cây Nakiri thép không có rỉ, thép Thụy Điển không có rỉ và còn nguyên hộp, nguyên tang mạc nha. Hai cây này mỗi cây có kích thước đều giống nhau nha, lưỡi bén là 14 cm và tổng thể là 28 cm này, 25 cm chứ. Có bản rộng là 4 cm và có độ dày là 1,6 mm, thép Thụy Điển, thép không có rỉ nhá. Cái này là dao mới, dao chưa qua sử dụng, có hộp đi kèm. Và còn rất là bén nha, dao bén. Nakiri này có giá là 580.000 nha. Cả hai cây, cây A94 và cây A95 đều là 580.000. Có giấy tờ đầy đủ, có hộp hết nha. Và kết thúc video tại đây thì em xin mọi người một nút like, chia sẻ và nhớ đăng ký kênh để ủng hộ tem của em nha. Xin chào và hẹn gặp lại.